Gà rừng Việt Nam, danh pháp khoa học Gallus Gallus Gabulae, là một phân loài của loài gà rừng lông đỏ Gallus Gallus. Ở Việt Nam, phân loài gà rừng Gallus Gallus Gabulae này còn được gọi đơn giản là gà rừng, có mặt nhiều tại các tỉnh miền núi. Chúng là đối tượng chim săn bắn lấy thịt, hiện nay chúng cũng được ưa chuộng để nuôi làm gà kiểng. Đặc điểm của gà rừng tại Việt Nam, gà rừng Việt Nam là loài gà thuộc phân loài chim lớn, cân nặng từ 1-1,5 kg, chiều dài cánh khoảng 200-250 mm. Dưới đây là một số đặc điểm mà bạn có thể nhận biết loài gà này. Cá thể gà rừng đực, gà trống, có lông đầu và phần lông cổ màu đỏ cam, lưng và cách có màu đỏ thẫm, ngực, bụng và đuôi có màu đen. Con gà rừng mái nhỏ hơn gà đực và toàn thân thường có màu nâu xám, mỏ có màu nâu sừng hoặc xám chì, chân màu xám nhạt. Gà rừng Việt Nam có mắt màu nâu hoặc màu vàng cam. Một trong những đặc điểm dễ dàng nhận biết gà rừng Việt Nam đó là chúng có đôi tai màu trắng phau. Chính vì thế nhiều người gọi chúng với cái tên là gà rừng tai trắng. Tập tính sinh sống của gà rừng Việt Nam, gà rừng có thể thích ứng với nhiều loại môi trường rừng tự nhiên. Môi trường sống thích hợp nhất cho loài này là những khu rừng thứ sinh gần những đồi nương rẫy hay những khu rừng gỗ pha gian, nứa. So với gà nhà thì gà rừng có màu sắc lông sặc sỡ hơn rất nhiều. Dáng của gà rừng thon gọn và nhanh nhẹn. Gà rừng Việt Nam là một trong những loài động vật hoang dã nên rất nhút nhát, nhưng bù lại chúng rất linh hoạt và tinh khôn. Thời điểm chúng đi kiếm mồi, chúng đều quan sát rất kỹ xung quanh. Chỉ cần có một tiếng động nhẹ là chúng lập tức tránh xa. Chúng thường kiếm ăn vào buổi sáng sớm và xế chiều. Buổi tối, gà rừng Việt Nam thường hay tìm những cây cao dưới 5 mét có tán lá lớn để ngủ hoặc những bụi gian, nứa. Có nhiều những cây đổ ngang. Mùa sinh sản của gà rừng Việt Nam thường bắt đầu vào tháng 3. Ở thời kỳ này, gà trống gáy nhiều hơn vào buổi sáng sớm và hoàng hôn. Một con trống có thể đi với nhiều con mái. Cá thể gà mái có thể để được từ 5-10 trứng. Tổ của chúng làm cũng rất đơn giản, thường là ở trong những lùm cây. Quá trình ấp trứng thường diễn ra trong 21 ngày. Gà rừng rất tinh khôn, chỉ cần có một tiếng động nhẹ, khác lạ là chúng có thể bay đi và không bao giờ quay lại đến những nơi mà chúng coi là nguy hiểm. Tổ của gà rừng cũng rất khó có thể tìm thấy. Chúng thường ở những bãi rậm rạp và được ngụy trang rất kín đáo ở ngoài môi trường tự nhiên. Thức ăn của gà rừng Việt Nam thường là những loại quả mềm như quả si, quả đa, hạt cỏ dại, cây lương thực và một số loại động vật nhỏ như kiến, mối, giun. Trong điều kiện nuôi nhốt, thức ăn của chúng có thể là các loại cám công nghiệp, lúa, ngô. Đây là một trong những loài động vật hoang dã nên sức đề kháng của chúng rất tốt, ít bệnh. Tuy nhiên, do đặc tính là động vật hoang dã nên khi còn nhỏ, nhất là trong vòng 15 ngày đầu, người nuôi dưỡng tập thói quen cho gà rừng ăn trên tay để có thể thuần hóa chúng được tốt nhất. Từ môi trường tự nhiên thành môi trường nuôi ở nhà sẽ rất khó khăn đối với gà rừng Việt Nam. Để có thể giúp gà rừng quen với việc nuôi thả vườn, ban đầu người nuôi nhốt gà vào lồng riêng sát bìa rừng và sau đó có thể thả vườn quay. Thức ăn để nuôi gà rừng có thể sử dụng côn trùng, giun và sau đó có thể cho chúng ăn tập dần với việc sử dụng gạo, cám, thóc. Tình trạng hiện nay, số lượng gà rừng ngày một suy giảm nhanh chóng và rất ít khi thấy sự xuất hiện của chúng. Do nạn săn bắt gà làm thịt và làm thú chơi cảnh trong nhà, loài gà này đang có nguy cơ tuyệt chủng cao. Việc săn bắt một cách vô tội vạ sẽ có thể khiến mất cân bằng sinh thái trong những cánh rừng nước ta. Với giá bán gà rừng thịt hiện nay là 300.000 đồng 1 kg. Hiện nay ngoài dùng bẫy để bắt, nhiều người dùng cả súng kíp, súng thể thao để đi săn gà rừng.